Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022, và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh kim bạch kim ngày Nhâm Dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm kim bạch kim kỷ tuổi bính thân canh thân, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, thành hỏa cục xung với Thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây cất nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Mã hay còn gọi là sao Lộc Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc. Sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao Sát Cống đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành. Sao Bạch Hổ kỵ về an táng. Sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi. Và ngày hôm nay là ngày sát chủ xấu. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ đem lại niềm vui trên phương diện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn có thể sẽ nhận được lời bày tỏ tình cảm tới từ một người nào đó. Bạn hãy thử cho đối phương cơ hội tiếp cận với mình xem sao. Trong ngày thứ năm này, đối với những người đã lập gia đình, bạn nhận được sự yêu thương và ủng hộ đến từ nửa kia của mình. Gia đình chính là nguồn động lực giúp cho bạn chinh phục được những thử thách để cho bạn vươn lên một vị trí ngày càng cao hơn nữa trong xã hội. Chỉ tiếc là trên phương diện sự nghiệp, do bị thương quan chi phối cho nên với bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này có thể sẽ dễ bị mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, khiến cho những kế hoạch của bạn lập ra từ trước đó có thể sẽ gặp phải những khó khăn. Có lẽ với bạn cần phải tìm một cách khác để thuyết phục cấp trên xem sao nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này,
Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim nên cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nhận được sự yêu mến của người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, gia đình chính là động lực để cho bạn cố gắng hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ dễ mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc nên chú ý tới cách diễn đạt của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 66, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có những chuyện xảy ra trong quá khứ đang trở thành những chướng ngại vật ngăn cản bước tiến của bạn trong ngày hôm nay. Sự đa nghi từ vết thương lòng trong quá khứ đã gây cho bạn nhiều phiền nhiễu, đòi hỏi bạn phải tự tìm ra cách để tháo gỡ. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, về phương diện tình cảm, đây có lẽ sẽ là một ngày ngọt ngào cho đời sống tình cảm của bạn, kể cả là những bạn đang còn độc thân lẫn những người đã có đôi có cặp khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp chia chở. Dường như với bạn tuổi Sửu sẽ gặp được nhân vật đặc biệt nào đó, người khiến cho bạn không thể nào rời mắt. Từ đó có những phút giây thật là ý nghĩa và giá trị bên nhau nữa. Bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội này bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này sẽ khiến cho bạn đang có điều gì đó làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Ngày hôm nay, với bạn tuổi Sửu hoàn toàn xứng đáng để được nghỉ ngơi, và bạn đừng quên rằng lâu lâu bạn có quyền chẳng cần phải làm gì ngoài việc dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim được nhiều người khác giới quan tâm, để ý. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Hỏa dễ vướng vào cảnh mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cần phải chú trọng trong việc chi tiêu, chớ nên tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc hãy đóng góp ý kiến tích cực cho mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 74, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu cố. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần không có gì phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Trong ngày này, một số người sẽ nhận được khoản đầu tư từ trước đó thân quyền. Bạn có cách sử dụng số tiền ấy một cách hợp lý để lại mẹ, địa lại con và tiền tài càng sinh sôi nảy nở hơn. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, nếu bạn chăm chỉ làm thêm trong khoảng thời gian vừa qua thì ắt cũng sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Và đây cũng là công sức cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Bản mệnh có thể sẽ khiến cho nhiều người phải ganh tị vì khoản tiền mình có được trong tay ngày hôm nay. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn: dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, với bạn cũng nên chú ý quan tâm tới sức khỏe của mình. Bạn hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có được một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn nhất. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này,
Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nhận được sự tin tưởng và đầu tư của người quen. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ hãy sử dụng đồng tiền của mình hợp lý. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc nên quan tâm hơn tới các vấn đề về sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nên có cách cân bằng cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 89, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tốt. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy sau chuỗi ngày hối hả, bận rộn thì ngày hôm nay với bạn tuổi Mão sẽ có được cơ hội tận hưởng những phút thư giãn bên gia đình, người thân yêu với sự hỗ trợ của tam hội trợ mệnh. Đó cũng là cơ hội để cho bạn tuổi Mão có thể gắn kết gần gũi hơn với những người mà bạn trân trọng. Thế nên bạn đừng có hời hợt hay vì mệt mỏi mà thiếu đi sự quan tâm tới họ nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh như đang chắp thêm đôi cánh để giúp cho bạn có được cơ hội thăng hoa trong công việc của mình ngày hôm nay. Có một số người nhận được kết quả làm việc cực kỳ là tốt, kể cả công việc học tập với bạn cũng sẽ rất xứng đáng trong khoảng thời gian vừa qua vì bạn đã nỗ lực rất nhiều. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, điều này có thể sẽ gây ra một số vấn đề liên quan tới sức khỏe khi mà với bạn đang có dấu hiệu làm việc quá chăm chỉ tới mức ăn uống thất thường hay thức khuya tới mức kiệt sức nữa. Với bạn tuổi Mão nên học cách cân bằng lại cuộc sống của mình một cách khôn ngoan hơn nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy nên sắp xếp thực hiện công việc đúng kế hoạch. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã giao thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ nên nghỉ ngơi, chớ nên làm việc quá sức như hiện tại. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của nhiều người. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, bạn chớ nên tự trách mình, hãy tìm cách cải thiện bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 85, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tốt. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp ngày có mộc khắc với Thổ, điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia đang xảy ra những mâu thuẫn, dường như người ấy làm việc gì cũng khiến cho bạn cảm thấy không vừa ý và kết quả là bạn dành cho người ấy những lời trách móc nặng nề nữa. Và khi tâm trạng không được tốt với bạn tuổi Thìn nên tìm ra ngọn nguồn nguyên nhân chứ không nên trút giận của mình vào người khác, đặc biệt là khi đối phương lại là người thân thiết nhất với mình, đừng khiến cho người thân của mình phải bị tổn thương bạn tuổi Thìn nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, điều này sẽ đem tới cho bạn có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp của mình khi được cấp trên trọng dụng và giao cho những nhiệm vụ khó, bạn nên nhiệt tình đón nhận và phát huy bản lĩnh của bản thân mình. Thời điểm bạn bước lên một nấc thang mới không còn xa nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa dễ vướng vào sự tranh cãi với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ không nên trút giận lên đầu người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc chớ nên tổn thương người thân thiết nhất. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim hãy sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc
4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn, số 12, số 78, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ khiến cho bạn vì nóng vội mà làm hỏng việc. Với những ý kiến mà bạn đưa ra ngày hôm nay, có lẽ sẽ cần có thời gian để được đón nhận và quan tâm. Thế nên, nếu như bạn cứ giục giã, hối thúc mọi người, thì họ sẽ không nhiệt thành ủng hộ cho bạn đâu. Và nếu như bạn muốn có được sự trợ giúp sức gì đó, thì bạn cần phải bình tĩnh, chờ đợi thêm nữa nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, điều này sẽ mang lại cho bạn có được sức sáng tạo vô biên, giúp cho bạn trong ngày hôm nay có thể cải thiện được chất lượng công việc bằng những đóng góp tích cực của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng nên tránh làm việc lan man, bày tỏ những quan điểm cá nhân trong lúc quan trọng như thế này nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh. Điều này cũng sẽ mang tới cho bạn những lợi thế về khía cạnh nào đó, có thể là về tình hình về tiền bạc của bạn trong thời gian này đang được cải thiện một cách rõ rệt. Nhiều người tự hào khi bạn đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá và không phải lo lắng gì nhiều. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mở rộng mối quan hệ làm ăn với khách hàng, đối tác tiềm năng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, khẳng định được vị thế của bản thân mình trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với những rắc rối. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, hãy đối xử công bằng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ cảm thấy sẵn sàng khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì. Chính vì vậy mà khi được giao cho những công việc ngoài chuyên môn, bạn cũng không hề trốn tránh. Bạn biết đây là lúc để cho mình tiếp thu thêm những kiến thức mới mẻ và ý nghĩa nữa. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn phát triển nhanh chóng hơn nữa, với bạn tuổi Ngọ cần phải xác định được một cái đích rõ ràng hơn cho mình. Đồng thời, bạn cũng nên biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình nằm ở đâu để có phương hướng phát huy và sửa đổi sao cho phù hợp. Trên phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy bản mệnh đang được sống trong một mái ấm gia đình rất là êm đềm. Bạn và người ấy luôn dành thời gian để ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau cho dù công việc của cả hai có bận rộn đến mấy đi chăng nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, dành nhiều thời gian để ở bên người thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, hãy phấn đấu vì một đích đến rõ ràng hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 74, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tốt. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có màu khác với thổ. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân với bạn chớ có ngây thơ tin theo lời ngôn tiếng ngọt của những kẻ mình chưa hiểu rõ. Và nếu như bạn đã quá cả tin, bạn có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng gây tổn thương về vật chất cũng như là về tinh thần của mình nữa. Bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, bạn cần phải lý trí hơn nữa trong chuyện tình cảm, đừng có để cho những cảm xúc nhất thời của mình chi phối tới quá nhiều quyết định. Còn nếu như bạn không thể tự mình đưa ra những cách giải quyết sao cho đúng đắn, bạn có thể sẽ tham khảo ý kiến của những người có giàu kinh nghiệm từ người thân, bạn bè của mình. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển một cách rất suôn sẻ. Thậm chí với bạn còn có được cơ hội để được cất nhắc ngay trong ngày hôm nay. Bạn cần phải tích cực hơn nữa trong công việc để khẳng định giá trị của bản thân mình. Bản mệnh sẽ khiến cho nhiều người phải khâm phục nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, chớ nên tin theo những lời ngôn tiếng ngoặt của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, hãy lý trí hơn trong việc đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội được cất nhắc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đạt thành công khiến cho nhiều người phải khâm phục. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy dường như với bạn đang có điềm báo, đang rơi vào một tình thế khó khăn nào đó và sẽ cần phải mất thời gian để tháo gỡ. Tuy nhiên, với bạn đang cảm thấy không có lối thoát do bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi ngăn trở. Bạn từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh và chỉ muốn tự lực mà thôi. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ khiến cho bạn dường như lơ lửng trên 9 tầng mây. Tuy nhiên, các vấn đề thực tế của ngày hôm nay sẽ kéo bạn quay trở lại guồng quay quen thuộc, đòi hỏi bạn phải đối mặt và tìm ra hướng xử lý sao cho thích hợp nhất. Bạn cần phải tỉnh táo trở lại đi nếu như bạn muốn có được một ngày yên ổn tới với mình nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, điều này cũng cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu bị giảm sút khi trời càng ngày càng lạnh, bạn càng lười và không muốn duy trì việc tập luyện thể dục thể thao vì đó là việc hết sức khó khăn cho bạn trong khoảng thời gian này. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hãy trò chuyện nhiều hơn về cách kiếm tiền để có thêm kiến thức. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh và nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chú trọng khi giao tiếp, tránh sử dụng những từ ngữ nặng nề. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tìm được những mối làm ăn triển vọng, đem lại lợi ích kinh tế. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, dễ làm mất lòng người khác, khiến cho môi trường làm việc căng thẳng. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này sẽ làm cho bạn trở nên chắc chắn, kiên định với mọi quyết định của mình. Và một khi đã quyết tâm, với bạn sẽ không bị lời nói của người khác làm lay chuyển. Tuy nhiên, bạn cũng đừng biến mình trở thành một người cố chấp và mù quáng nhé.
Ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, trong công việc tập thể, đôi khi bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống để có thể dung hòa với mọi người xung quanh, không nên bắt người khác làm theo mọi mong muốn của bản thân mình. Chỉ khi làm được điều đó, các công việc tập thể mới tiến triển một cách suôn sẻ được. Thêm nữa, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo với bạn đang có những dấu hiệu không được mấy in ả trong chuyện tình cảm của mình. Có thể bạn đang bị người ấy hiểu lầm trên một vài vấn đề nào đó và bạn đừng có tự ái bỏ qua chẳng nói gì, bởi cách làm ấy của bạn sẽ khiến cho hiểu lầm càng thêm sâu sắc hơn mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy chắc chắn kiên định với quyết định của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa đừng nên đưa ra những quyết định cố chấp, mù quáng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ hãy hạ cái tôi của mình xuống để dung hòa với mọi người. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc có thể bị người thân hiểu lầm một vấn đề nào đó. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim hãy bình tĩnh trò chuyện, không nên tự ái. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể chinh phục được mọi mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, đây là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn, chứ không chỉ là ngày một, ngày hai mà đã gặt hái được những thành quả như vậy nhé. Với bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, bạn cũng có thể là nhà lãnh đạo, nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới xung quanh mình. Bạn cần phải tiếp tục phát huy năng lực của bản thân, với bạn có thể sẽ đem về những thành công không chỉ cho riêng bản thân mình mà cho cả tập thể nữa. Có điều, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có màu khác với Thổ. Điều này cho thấy bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc, đến nỗi quên mất cả việc về nhà với gia đình. Bạn hãy sắp xếp lại công việc để có thể cân bằng cuộc sống, đừng có bỏ rơi người thân yêu của mình như vậy bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa chinh phục được mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ nhận được thành tích xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc dẫn dắt tập thể đi tới thành công đáng nể. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy hãy sắp xếp cân bằng lại cuộc sống của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 86, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn có được chỗ dựa về tinh thần từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, nên bạn cảm thấy tự tin với năng lực của mình. Họ có thể là người mang lại cho bạn những lời khuyên quý giá để khai mở khả năng của mình cho hiện tại và tương lai nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của mình trong ngày hôm nay. Chỉ có vấn đề là bạn có đủ năng lực để nhận diện và phát triển nó hay là không mà thôi. Và nếu như chưa thể kiếm được nhiều tiền ngay thì bạn cũng có thể học hỏi được khá nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích. Đó là nền tảng tốt cho tương lai của mình sau này nhé.
Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này cho thấy với bạn đang khỏe mạnh, sung sức, bạn đủ sáng suốt để giải quyết các vấn đề với tâm trí trong sáng, để cuộc sống thêm phần thú vị, việc tập thể dục thể thao bớt nhàm chán thì bạn mạnh có thể rủ thêm bạn bè của mình cùng nhau tập luyện nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, làm ăn thuận lợi, có quyết định khôn ngoan về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, người độc thân, nhận được nhiều sự săn đón. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, công việc có những bước tiến triển khả quan. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 70, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!